Chào anh em nhá. Đấy, đồ tôi đi câu lục này. Đấy, này lại đi bánh chuyên mè thôi. Hồ này thì nó không có trôi, chấm trước thì không có, nó gần như nó có mỗi mè thôi với cả ít trôi, đâm ra là coi như là mùi đi bánh mè đấy. Đây, nguyên liệu lúc nãy mua này. Cắm gạo. Chỗ này là 2 cân cắm gạo anh em nhá. 2 cân cắm gạo thì tôi cho vào một lửa thôi. Kéo đến lửa già rồi. Cho cân để cân thử. Được 9 lạng. Ok. Đấy, cắm gạo buộc chặt rồi hôm sau đi. Mè chua. Cái mè chua này thì tôi hướng dẫn anh em rất chi là nhiều rồi nhá. Anh em thắc mắc về mè chua nữa. Đây là mè tự làm này. Bánh mè nó cần mè chua. Nó đang bị vãn vãn mất rồi, thế này khả năng là tôi nào ăn cơm mà tôi phải chừa lại một ít để tôi cho vào đây này. Làm được mà đi câu nó rất chi là tiện, đỡ tiền mà lại chất lượng. Thằng kia không biết nó có phải trộn mồi không. Nghe anh xem anh không? Rửa để múc. Anh em tính là ủ rất lâu rồi nhá. Đấy, vừa khui ra này. Hôm trước ủ bằng khoai tím, đâm ra là nhìn cái màu nó tím tím. Anh em còn nhớ cái video tôi ủ cái thính này không? Ôi thôi, cho 4 bát thôi, tiết kiệm cầu nhiều. Thế thôi, ok, đây vợ hộ anh à. Này đi câu thì tôi sẽ rủ thằng cu em đi câu cùng à, nó quay video giúp đỡ. Cá mú được hay không thì chưa biết. Đây, hai cái món này anh em đảo lên đã. Đây là ba món này. Thính nền, mè chua, cắm gạo. Cái thính nền tôi để mấy tháng nó rất chi là thơm anh em ạ. Cắm trứng này. Đấy, như mọi khi thôi. Nhưng mà cứ thích quay. Ok anh em. Úi, thính chảo này là lần trước đi câu còn bớt lại. Chỗ này thì không đủ, tôi phải lấy thêm cả cái túi kia. Nghĩa khui của anh túi đấy mới.
anh em cứ làm theo trình tự thôi, thính này nụ xong làm theo trình tự đi câu của anh chết ngay. Hạt xốp anh em nhé, anh em cho vừa hạt xốp thôi, cho nhiều quá đến lúc ném xuống cả ổ thính nó nổi lên trên bờ đấy, cả ổ thính nó nổi lên trên mặt nước đấy. Thính chảo cho thêm, rơi khoảng tầm 5 lạng thính chảo. Đây còn những cái nguyên liệu còn để đây, cho vào túi hôm sau đi câu được câu thì lấy ra mang đi. À, 3 trứng gà công nghiệp nữa. Nào, ok. Okay, 3 quả trứng gà nữa, thế là trộn đảo đều lên. Đấy, thế là xong. Anh em nhìn nó rất chi là khô đúng không? Thế thôi, thế là xong rồi, xong ổ thính câu lục rất chi là đơn giản đúng không anh em? Thực ra tôi nghĩ cái này cũng khả năng là câu được lăng xê đấy, nhưng mà tôi chưa chưa thử lắm nắm câu lăng xê đâu. Anh em nào có thời gian thì có thể thử. Đây, túi bóng đen 5 cân. Số này mồi nó chỉ rơi vào khoảng tầm cũng khoảng tầm 5 cân thôi. Cô mè thế này là không nhiều anh em nhé. Cô mè thậm chí trộn nổ thành đến chục cân cơ. Hết. Đây, anh em. Xong ổ thính câu mè rất Đấy là anh ngon. em, Ok xong, bây giờ để nó xong khoản thính này. Anh em thấy đơn giản, nó không không cần cần phải giấu giếm cái gì cả. Câu lục thì không phải giấu. Đấy, bây giờ quy trình đi dọn rửa dẹp thôi. Và đây túi đồ câu, tí nữa thì ra đến hồ câu thì tôi sẽ quay phim cho anh em xem nhá. Anh em đăng ký cái kênh để có những cái video mới nhất tôi vừa mới up lên, vừa bật cái chuông thông báo ấy thì anh em sẽ nhận được luôn. Vừa ra đến hồ anh em Ok anh. nhá. Rồi. Hello, có gì thế anh? Lên hàng đi, lên hàng đi. Thành nhổ đây sao mà? Sáng đồ. Nhổ đây. Đây em ra xuống đây ra xích bên đây. Đi này, đường này anh được, đường đỗ trên kia anh được, vứt mẹ xe đấy anh được mà đi đây được em ơi. Kéo gì? Không. Để ra nhanh gặp người quen kìa.
Tùm. Anh không, anh có mang đâu. Em ngồi đấy à? Ngồi chỗ này rộng rộng đéo ngồi. Thôi rồi, thế ba anh em mình dàn hàng chơi cho chết đi. À. Nhổ đây. Ra cần đi, ông bảo Nghĩa nó xách kính ra. Em đứng ở chỗ cần là chỗ cái thuyền ngày hôm qua ngon. Nó rất nhiều cá. Anh tra thử. Để đây. Móm đó mà anh em bắt mỗi anh em một con là không móm rồi. Vòng chưa ấy thôi. Nông hơn hôm trước anh nhỉ. Chín anh. Đang cân sao anh em nhá.
vẫn ngon rồi. Rồi ném cái đầu câu đấy cho mẹ, nắm thử cho mẹ đó. Có tàu không ạ? Đó. Có tàu mà đi tàu ra mà thảo. Thảo câu nó lại không khoái bằng ném. Ném thôi này. Nó có thuyền thì ra thả mẹ thuyền. Thả thuyền này chắc dày hơn. Câu gần gần thôi, tối dòm cho dễ. Mày thôi nghĩa nhỉ? Mày có xa hơn hôm trước không? Vào mẹ nữa đi. Vào tí nữa em. Vào tí nữa. Nghe đây thôi à? Thôi đấy. Nếu biết mình bảo nó là chọn luôn cho một bộ. Đúng ánh mẹ xa ra xíu. Gần gần chỗ này thế nhá. Được chưa? Cứ cọc to này thẳng kia. Mắm mồi thật đấy, mày thực sự có các quyền. À, ở tít đâu anh? Thằng nhổn có thả luôn không? Em tự thả gì? Địt mẹ, thả đéo lên cá lại đổi cho tao. Gì anh? Mồi canh là mồi gì? Không, đây mồi em trộn. Bao giờ đi mua thính. Mà ném được ấy thì cá nó nhanh vào hơn. Ném thuyền lâu vào lắm. Có vẻ nhiều phết đấy nhỉ, mới mấy cục. Rồi 3 4 5 6 7 8 9
10 cục, nắm sơ sơ được 10 cục. Em cầm ra kia rồi. Cầm ra kia rồi á. Nhổn nắm thính đi nhá, anh nắm xong rồi đây anh ra đấy. Một hòn 10 hòn ổi à? Đúng rồi anh. Một ổ đấy 10 hòn. Đúng rồi. Để lại một hòn đi bờ nhá. 10 là con ít. Để lại một hòn tí nữa vã vào cái ổ này. Này như cái lồn này. Được rồi, được rồi, Nghĩa bỏ ra đi. Chương trình tàu ngầm bắt đầu đi tung. Cây kia nó trôi cụ thì cái kia kia phao đi. Đọc cành lắm. Quả kia vứt trên bờ à? Mẹ ngồi kiểu này. Khó lắm chịu đúng không? Lên mình ngồi lại đi. Ổ của Tuấn đâu? Vứt lên nào. Quay giữa hộ anh à? Cái này nó phải chìm đầu nhá. Ngồi rồi phải đặt cái gạch vào. Còn ít à? Đặt vào cái gần cái đuôi này xong ngồi vào. Thank you.
Ok Chiều anh ơi, anh không mẹ ô rồi. Có chỗ nào mà lấy tiêu tiêu á, chỗ đây đi, chỗ đây đi hả? Đấy nó thẳng cột luôn. Cởi giày ra. Cất vào chìm mặt lại một quả đúng sau đấy. Không quan trọng, không phải kéo đâu, anh cứ để đấy, tự em chỉnh cái tâm kéo để mất mẹ ra ngoài bao nhiêu được. Vào đằng này thì có chỗ lên. Ở thằng đấy. Hoặc vào chỗ tôi này. Đúng vào đấy. Vào đấy không lên được. Rồi rồi. Rồi rồi. Rồi ok anh em. Cái ngồi em ngồi ở đấy quen không, là nhìn chéo chéo ra xem nó vào đâu nhá, sao hai anh em dễ cân. Cái cột kia vẫn rồi, cái cột kia nào, cái to này. Hôm trước nắm thính thì 15 phút nó đã vào rồi. Nay thả thính thì nó còn tướt. Rồi, ok. Ôi, cái thuyền thủng anh em ạ. Lấy hết cả chân, ok. Tí xem có hàng gì. Ok anh em đi về này. Trộn thính trong hoành tráng này, thất bại. Được hai con này, một con mè. Mè ta to, một con chép này.
Tí nữa thì móm, cả hồ hôm nay móm mỗi tôi được. Thôi thế nó cũng may rồi. Trong những số người móm thế là mình là may hơn. Mình được một con. Ok anh em, này. Đấy, nó khoảng tầm 2 cân thôi. Ok. Suýt móm.